ăn ngon chứ, cái thằng đau quá. Mày làm gì mày làm con? Lát nữa ăn cơm, nó không thích thì đừng có cằn nhằn. Cằn nhằn rồi sao? Kệ tao. Yeah! Cảm ơn chị hai. Sao tao có chứng không có chứng? Đóng tiền đi, rồi muốn ăn cái gì cũng có. Không chuyên hoài. Ăn cái gì có tuần sắp bốn rồi chị hai. Không chị bị táo quán đâu mà nó còn quá cả cục cái cục trên mặt nữa nè. Bảo bảo, đi đi vô mày rửa mặt liền đi. Mặt thấy ghê quá, ăn không vô luôn á. Ăn nè. Ui. Ăn nè. Không vậy à? Mẹ. Sao mẹ không gọi con không chửi trẻ mất tiêu rồi nè. Có dặn đâu mà kêu. Để giờ rồi nè. Cái con này. Thiệt không á. Không có dặn sao biết kêu. Phúc ơi. Ôm nè con, đồ ăn nè. Phúc. Ai chịu? Vô. Theo. Đó, đi vô. Hôm nay chơi không? Đâu luôn. Ờ, chú ba, nhanh chú ba, ai chịu ai chịu. Tao theo 5 triệu là mày dám chơi không? Tao thấy bạn. Chơi đi. Nhanh lên, tao có trời đâu á. Ờ. Vô luôn. Chính nút nhà. Bạn chú em. Từ giỏi. Ba cạo nè. Trời. Trời xui. Ông già, gom hết cái bàn này luôn hả? Sao? Quê. Gỡ lại chứ. Nè. Tiền luôn, không có dây dưa nợ nần như mày. Muốn nằm dạ hả? Tụi bay. Dạ. Đó. Lột xót nó cho tao. Không có gì anh ơi. Không có gì hết. Gọi cho ai? Tới chục mày về. Nói. Tay trái hay là tay phải? Anh hả? Điện thoại hết tiền rồi. Số nó số máy đem gọi cho anh hai. 090. Sao nữa anh? 00. À, sao anh? Điện thoại hết pin rồi. Mày đập giúp bà đi anh. Đem ra ngoài. Đi rồi. Mày. Để chị. Ok. Chị cứu em lần này
ơn này không biết trả làm sao luôn á. Ơn tiền á thì mình trả bằng tình cũng được mà anh. Dạ. Tới nhà rồi, dừng lại đi. Nè, khỏi thối ha. Dạ em cảm ơn chị. Xuống đi. Chà chị à. Ừ. Khi nào á mà chồng em chết, em mời anh qua nhà em chơi ha. Dạ. Hôm nay tiếc quá à, không có nhiều thời gian với nhau gì hết trơn á. Nè, đổi cách xưng hô đi nha, không có kêu chị không có vui. Dạ chị. Em. Em về nha. Bye bye em. Bye. Bye. Wow. Nhà mở dữ chứ. Bây giờ sao về ta? Anh ba. Ai hả? Đứng đó làm gì vậy? Dư hả? Hey, sao trùng hợp vậy? Ôi, sao ta hên vậy? Thôi đi đi, tao kể sao? Đói bụng quá. Chào tôi có like không? Em cũng mới tới à. Nhớ quá à. Ê, phục vụ. Dạ. Quảng gì vậy? Một ly rượu vang. Dạ xin lỗi cô, quán con chỉ... Ê, gì cô? Dạ. Chị. Dạ chị, quán con chỉ có cà phê với lại sinh tố thôi à. Ê, lựa quán không có đứng tầm của tôi rồi nha. Mất hứng nè. Dạ tại cũng định gặp chút xíu rồi đi liền nên. Cam giác có không? Dạ có ạ. Một ly cam giác. Dạ. Nè, hôm bữa giờ á, mấy người làm gì vậy? Làm gì mà tôi nhắn tin tôi hẹn á, lần nào cũng né tôi vậy? Ê, hôm nay gặp rồi á, mình chốt hẹn nha. Nguyên đêm. Thật sự là hôm nay chỉ tính gặp chị, gặp em chút xíu nhờ công chuyện xong đi về liền à. Nói chung là nhà em cũng đang có chuyện. Trời ơi, ông chồng em á cũng bệnh nặng lắm. Mà cái đà này á thì ổng không qua khỏi đâu. Mà nếu như mà ổng không qua khỏi á thì tất cả tài sản của ổng sẽ thuộc về em. Có thích em tặng cho anh một chiếc xe nhập thôi. Rẻ thôi. Tầm khoảng 4-5 tỷ gì đó. Ngậm miệng lại. Qua dùng rùi nó bay vô. Em mua xe cho anh lái thiệt luôn hả? Tiền á là chuyện nhỏ thôi. Em còn định đầu tư cho anh, mở cho anh một công ty khoảng 100 nhân viên thôi. Em mở công ty cho anh làm giám đốc thiệt luôn hả? Gì? Tốn kém lắm á nha. Tiền với em là gì đâu, cùng lắm là cỡ chừng 100 triệu. Nghĩ gì lớn hơn đi. 10 tỷ. 10 tỷ? Ừ.
Với cái đùi này của anh á thì 10 tỷ nó đáng lắm. Ây da, trời ơi, anh nhức đầu quá à. Bữa giờ biết không, tối ngày á cứ tính toán mấy chuyện tiền á biết không, mệt dễ sợ luôn á. Thôi mệt thôi mình về đi, về nghỉ. Nói nghe nè, không ấy anh dẫn em qua cái khách sạn bển á, mình nghỉ chút xíu thôi là em đỡ mệt liền à. Vậy nha. Ê phục vụ, tính tiền nha. À, không anh này nhà đi. Đang có chuyện không vui thiệt, không nè. Được đâu. Em hứa luôn, mình qua bển á mình nói chuyện thôi, em không đụng đến một cái cọng lông chân của anh nữa. Không chốt được. Vậy đi không đi lẹ không lên được. Không được mà, đừng có lừa biết tôi giận bây giờ á. Đi lẹ lên không. Đứng dậy. Không nay nhà có tang. Cái gì? Ông già mới mất. Em bị khùng hả? Nhà có tang hẹn tôi ra đây làm gì? Ôi trời, xui dữ vậy.